Đây là phiếu nhập kho cho thành phẩm dở dang của đầu kỳ với tổng số lượng là 13.568 viên, nhập kho vào ngày 15 tháng 1 mà chúng ta đã thực hiện khai báo chi phí dở dang ở đầu kỳ. Các bạn sẽ vào phân hệ nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu, chọn đến chi phí dở dang. Đây là toàn bộ những chi phí mà chúng ta đã đưa vào quá trình sản xuất của năm trước, được phản ánh vào bên nợ của tài khoản 154, có cho các tài khoản chi phí liên quan, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung. Nếu các bạn có dữ liệu của kỳ trước và chuyển tiếp vào dữ liệu của kỳ sau, thì chúng ta sẽ có lệnh sản xuất lập phiếu xuất kho, thì các bạn chỉ cần mở đến lệnh sản xuất đó để chúng ta thực hiện nhập kho. Còn ở đây, toàn bộ các dữ liệu chúng ta chỉ lấy số dư của đầu kỳ và nhập vào hệ thống để chúng ta có được dữ liệu đầu kỳ đó, thì các bạn sẽ không có lệnh sản xuất của năm trước. Bắt buộc ở đây các bạn sẽ phải thực hiện lập rời một phiếu nhập kho thành phẩm ngày 15 tháng 1 với bút toán nợ cho tài khoản 155 theo thông tư 133 hoặc 1551 theo thông tư 200 để phản ánh làm tăng thành phẩm nhập kho và có cho tài khoản 154 phản ánh toàn bộ các chi phí dở dang của đầu kỳ. Các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Chúng ta sẽ vào phân hệ kho và thực hiện lập phiếu nhập kho. Với nội dung là nhập kho thành phẩm sản xuất, các bạn sẽ điền thông tin của người giao hàng là nhân viên Trần Thị Quyên. Diễn giải các bạn sẽ phản ánh đối với nhập kho thành phẩm dở dang. Sửa lại ngày hạch toán, ngày chứng từ 15 tháng 1 năm tài chính. Và xuống phần mã hàng, chúng ta sẽ chọn đến mã thành phẩm, gạch đặc loại 220 và gạch đặc loại 205. Được nhập vào kho thành phẩm với bút toán nợ cho tài khoản 155 có cho tài khoản 154. Gạch đặc loại 220 số lượng nhập kho là 6.708 và gạch đặc loại 205 số lượng là 6.860. Ở phần đơn giá và thành tiền, sau khi thực hiện tính giá thành, phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ nội dung và đối tượng tập hợp chi phí. Tổng số lượng nhập kho là 13.568 viên. Thực hiện đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ phản ánh với nội dung lập phiếu nhập kho thành phẩm dở dang của đầu kỳ trên phần mềm kế toán MISA.